Chào mọi người, hôm nay mọi người có khỏe không? Thấy À. mọi người chuẩn bị đón Tết ở Việt Nam rất là nhộn nhịp, cho nên hai vợ chồng mình cũng nhộn nhịp theo. Tết ở bên Mỹ này thì người Việt của mình cũng đón Tết cũng giống như ở Việt Nam á cả nhà, nhưng mà có lẽ là nhỏ hơn. Vào cái dịp mà Tết, mà vào cái dịp trúng ngày cuối tuần ở bên Mỹ này á, thì bà con người Việt Nam á của mình á thì sẽ ăn Tết lớn hơn một chút xíu. Còn nếu mà vào trúng cái ngày đầu tuần á thì có thể là buồn hơn, tại vì phải đi làm, có người có thể là xin phép nghỉ được, có người là không cả nhà. Bây giờ thì bên mình á, chợ Việt Nam á thì có bán trưng đồ để mà trưng Tết nè cả nhà, giống như là đầu lân rồi pháo giả rồi những cái dụng cụ trang trí trong nhà cho ngày Tết á, rất là đẹp mắt. Rồi bán cây cảnh giả giống như là cây mai, cây đào, rất là nhiều luôn, nhưng mà mình không có mua. Mình chỉ mua cái cây tắc này thôi cả Bên nhà. mình Cây tắc này á nó rất là hiếm cả nhà. Mình nghĩ là chỉ có một vài tiểu bang như là bên Cali, bên Florida, bên mình cũng có nhưng mà hiếm. Thì cái thời tiết bên những cái tiểu bang đó thì trời ấm, cây tắc này nó sẽ sống được. Còn những tiểu bang quá lạnh đó thì sẽ không có những cái cây tắc này. Mình vô tình coi được trên Facebook là có một anh chàng người Mỹ, ảnh bán rất là nhiều cây tắc. Mình cũng không biết lý do tại sao, nhưng mà khi tới đó rồi thì mình hỏi là tại sao ảnh có thể biết là cộng đồng người Việt ở bên tiểu bang của mình là Seattle mà ảnh đăng lên để cho người ta biết, để mà người ta tới mua. Thì ảnh mới trả lời là ảnh có một người bạn người Việt Nam, thì người Việt Nam, bạn người Việt Nam của ảnh đã kêu ảnh là đăng ký lên Facebook là cho mọi người cùng thấy vậy đó. Thì rất là ảnh rất là thành công cả nhà. Mình tới đó thì có rất là nhiều người tới để mua cây tắc này. Chỗ ảnh trồng á thì bán rất là nhiều loại tắc luôn, nhưng mà không có cái loại mình muốn. Cái loại mình muốn đó là loại nó màu xanh xanh bóng bóng, ở trong rất là nhiều nước. Cái loại đó là ở Việt Nam mình có rất là nhiều ha, nhưng mà ở bên này rất là hiếm. Mình chỉ thấy là cái loại nó hơi dẹp dẹp, không phải dẹp dẹp mà nó hơi kiểu nó không có tròn á mọi người, nó màu cam mà nó bầu bầu, hình bầu bầu đó, nó dài dài khoảng như đây này nè, nhỏ nhỏ đó. Thì mình thích cái loại kia hơn, nhưng mà lại không có. Có một vài cái loại tắc khác nữa, nhưng mà mình phân vân, mình không biết cái chọn loại nào là nó sẽ thơm. Thì đại khái là như vậy, mà trời lạnh nữa cho nên mình cũng làm biếng thôi. Thấy cái chậu này là một cái vườn của anh chàng người Mỹ đó trồng thì chỉ có ba cái cây này cả nhà. Cái cây tắc này á nó rất là lạ đối với mình. Thì mình có hỏi chị của mình ở bên Việt Nam á, chị của mình ở Nha Trang, là ở Nha Trang có bán cái giống cây tắc này không, thì chị mình trả lời là không có. Nhưng mà mình không có biết những cái tỉnh thành khác, những cái thành phố khác có loại giống này chưa. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cả nhà nha, mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà cùng coi cái lạ của nó như thế nào ha. Đây cả nhà mình đang quay cận cảnh cho cả nhà coi luôn. Cả nhà mình có thấy lạ không? Đây, cái lá của nó thì cái viền ở ngoài nó là xanh xanh, nó trắng trắng cả nhà, không phải xanh. Cái viền ở ngoài cái của cái lá thì nó màu trắng ha. Đây, ở bên trong á thì có màu xanh lợt nè, màu xanh đậm nè, rất là ngộ luôn. Còn cái lá này là lá non là cả nhà. Đây, lá non thì có màu vàng, giống như màu vàng nhạt của màu mỡ gà cả nhà. Còn cái trái thì nó sẽ có những cái sọc xanh 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 xanh, không biết mọi người có thấy rõ không ha.
Đây, để mình quay cái trái này cho mọi người thấy nè. Đây. Đây, nó sẽ có cái sọc xanh xanh đậm hơn. Cái này là chưa có chín nha cả nhà. Cái trái này là nó bắt đầu chín nè. Nó sẽ màu màu cam. Và nó có cái mấy cái sợi nhựa. Những cái chỗ mà có sọc á thì nó sẽ màu cam đậm hơn. Nè cả nhà mình thấy rõ không? Đây, nó sẽ màu cam đậm hơn. Nhìn giống như là những quả dưa hấu á cả nhà ha. Cái sọc sọc của nó nhìn giống như quả dưa hấu vậy đó. Đó, rất là lạ mắt. Các bạn nào có thấy cái giống này ở bên Việt Nam thì nói cho mình biết nha, tại mình cũng không có làm chọn cái chậu này, tại vì cái chậu này nó có nhiều trái cả nhà, nhưng mà cái khung của nó, cái cây của nó không có được đẹp. Thì tắc ở bên này họ chỉ trồng giống như đơn sơ như vậy chứ không có uốn éo cái gì hết đó cả nhà, giống như làm tùm chùm bên Việt Nam đâu ha. Đó, với lại đa phần là nó rất là hiếm cho nên cái giá cả cũng rất là đắt so với Việt Nam. Một cái cây này thì chỉ có khoảng 20 trái thôi cả nhà. Quay cho cả nhà coi ha. Nó không có được xum xê như cây tắc bên Việt Nam ha. Cây tắc này được hai vợ chồng mình mua với giá là 3,5 triệu tiền Việt Nam ha. Cả nhà mình có thấy đắt không? Theo mình nghĩ thì nó hơi đắt hơn so với cây tắc ở Việt Nam, tại vì cây tắc Việt Nam nó sẽ nhiều trái. Còn đây là hai chậu cúc đại đoá của mình. Mình mua ở chợ sỉ Costco. Chợ sỉ Costco thì có năm họ có bán, có năm họ không có bán. Năm vừa rồi là không có cả nhà, năm này thì có hơi sớm. Trên cái chậu thì họ để nè, năm 2019, Year of the Pig là year của con heo cả nhà. Dễ thương quá. Thì những cái hoa, những cái hoa cúc đại đoá này được trồng ở Canada cả nhà. Đây, Botanic of Canada họ để cho mình biết luôn nè. Cái chậu nó nhỏ nhỏ gì thôi cả nhà, thì mỗi chậu là có giá là 260.000 tiền Việt Nam á. Thì chuẩn bị sắp đến Tết á, thì những cái chợ Mỹ, một vài chợ Mỹ và chợ Việt Nam họ đều bán những cái chậu cúc như thế này, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Thì mình chơi được khoảng tầm 1 tháng á cả nhà. Còn đây là cái cây kim ngân của mình. Mình dán những cái bao lì xì lên trên đó, để trước cửa nhà. Cây kim ngân của mình nó không có xum xê lắm. Nó cao và nó ốm ngồng ngồng như thế nào á, mình không biết cách làm sao để mà cây kim ngân của mình nó xum xê hơn nữa. Bạn nào có biết cách trồng thì chỉ mình với nha. Còn đây là cái cây bánh tét mình mua ở nhà thờ Tin Lành. Thật ra thì mình chủ yếu vô nhà thờ để mà mình mua cây tắc á cả nhà. Nhưng mà tắc ở đó thì là những cái trái nhỏ nhỏ, nó hình thon thon màu vàng chứ nó không phải là trái tròn. Mình thích cái dáng của trái tròn nhiều hơn cho nên mình không có mua tắc. Và vô trong đó mình sẵn thấy người ta mở cái hội chợ giống như là bán bánh kẹo, mứt, bánh tét, những cái đồ trưng cho ngày Tết đó cả nhà. Rất là đẹp. Nhưng mà mình không có mua, mình chỉ mua một cái cây bánh tét này thôi. Thì giá của một cây bánh tét này là 15 đô. Bánh tét ở nhà thờ sẽ bán với giá hơi cao, 1-2 đô gì đó so với ở ngoài chợ thôi cả nhà. Nhưng mà mình muốn ủng hộ cho nhà thờ thì mình vô đây mình mua ha. Còn đây là những cái củ su hào, đu đủ xanh, cà rốt,
hoa của cải trắng. Mình đang phơi khô, mình đang phơi cho nó ráo để mình bỏ vô nước giấm đường để mà mình ăn chung với cái bánh tét này nè cả nhà. Bên Mỹ thì Tết của mình nó rất là đơn giản, tại vì cuộc sống của hai vợ chồng mình cũng ít người chứ không có đông người, thì chỉ nhiêu đó thôi cả nhà. Đây mình làm hai cái rổ mình đang phơi đây. Qua cái video này mình chỉ muốn chia sẻ cách của mình đón Tết ở bên Mỹ như thế nào đối với gia đình mình, chứ mình không có nói những gia đình đông người Việt khác, thì nó rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ hết. Mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình ha. Nếu cả nhà mình có những cái nhận xét hoặc là ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới. Và bạn nào mới biết kênh của mình thì nhấn cái này giùm cho mình nha. Ok, mình cảm ơn cả nhà nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Chào tạm biệt. Bye bye.